Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Tôi là bác sĩ Hoàng Vũ Hiệp, chuyên gia cấy ghép implant tại nha khoa Lạc Việt Intech. Hôm nay thì theo nhu cầu của cô chú anh chị, có rất nhiều câu hỏi trên YouTube rằng là cấy implant mất bao lâu. Thì trong video này tôi xin phép được giải đáp cho cô chú và anh chị để hiểu rõ về cái quá trình chống răng implant và cái thời gian chống răng implant mất bao lâu. Thì chúng ta sẽ chia ra làm hai phần, đó chính là trong quá trình điều trị implant là tổng thời gian mất bao lâu và thời gian điều trị ở mỗi buổi của implant là mất bao lâu. Để trả lời được hai câu hỏi này thì chúng ta sẽ phải hiểu rõ rằng các bước làm trong quá trình chống răng implant là như thế nào. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành là bước đặt trụ implant, ghép xương hay là bước làm răng tạng ở trong giai đoạn đầu tiên. Đây là trong buổi quan trọng nhất, là buổi đầu tiên trong quá trình phẫu thuật. Bước thứ hai chúng ta sẽ đến bước là bước đặt healing, tạo hình đường viền lợi, lấy dấu. Ở bước này thì có thể phát sinh thêm một bước khi mà bác sĩ có thể đánh giá được độ dày và thể tích của mô mềm thiếu, thì có thể phát sinh thêm các thủ thuật như là ghép lợi, thì thời gian có thể cộng thêm 1 tháng. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ bước lắp răng sau khoảng 1 tuần kể từ thời điểm lấy dấu. Thì tổng thời gian điều trị khi mà chúng tôi tính lại thì sẽ tổng thời gian điều trị cho quá trình chống răng implant sẽ mất khoảng 3 tháng rưỡi với trường hợp đủ xương và không bị thiếu hụt mô mềm. Giả sử với một số trường hợp mà chúng ta sẽ phải ghép xương thì chúng ta sẽ phải chờ đợi lâu hơn để cho quá trình chuyển hóa hình thành xương mới. Để minh họa cho cái quá trình thời gian điều trị trong quá trình chống răng implant, trên đây thì tôi xin phép giới thiệu 3 ca lâm sàng về 3 trường hợp khác nhau trong quá trình điều trị. Ca đầu tiên thì là một ca cấy implant cơ bản đủ xương trên màn hình mà cô chú anh chị vừa theo dõi. Đây là một ca thực hiện cấy implant đủ xương thì tổng thời gian điều trị sẽ dao động khoảng 3 tháng rưỡi. Ca lâm sàng tiếp theo là chúng ta sẽ thực hiện với một ca lâm sàng mà bệnh nhân có khuyết hỏng về xương hàm mà chúng tôi sẽ phải thực hiện ghép xương trước trong quá trình điều trị. Thì trước khi thực hiện cấy ghép implant thì chúng tôi sẽ thực hiện một cái thủ thuật người ta gọi là nâng xoang hở ghép xương trước để cho gia tăng thể tích chiều cao xương hàm. Thời gian chờ đợi kể từ thời điểm ghép xương cho đến khi thời điểm mà chúng tôi cấy trụ implant là 3 tháng. Đây là con số mà trong quá trình xương ghép của chúng tôi nó sẽ chuyển hóa thành xương thật của bệnh nhân, và chúng tôi hoàn toàn có thể đặt trụ implant cho bệnh nhân sau 3 tháng kể từ thời điểm ghép xương. Và sau đó thì là con số 3 tháng rưỡi như tôi vừa mô tả, tổng thời gian điều trị của ca này sẽ là 6 tháng rưỡi. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến với một ca lâm sàng thứ 3. Ca này sẽ rơi vào trường hợp mà chúng ta có thể thấy là xương của hoàn toàn bệnh nhân rất tốt, hoàn toàn có thể thực hiện cấy ghép trụ implant ngay được. Tuy nhiên đến giai đoạn thứ 3, đó là giai đoạn đặt healing lấy dấu, thì bác sĩ thấy rằng là cái mô lợi của bệnh nhân thì hoàn toàn bị thiếu hụt lợi xương hóa. Điều này sẽ ảnh hưởng trong đến quá trình lắp răng sau này, khi mà bệnh nhân sinh hoạt ăn nhai rất dễ dẫn tình trạng rắc thức ăn, viêm nhiễm mãn tính ở vị trí quanh implant dần dần có thể dẫn đến hỏng trụ implant, gây đau nhức áp xe, viêm lợi. Điều này sẽ gây ra trải nghiệm không tốt và bệnh nhân rất là khó chịu trong quá trình sinh hoạt. Và để đảm bảo cái tính lâu dài của implant thì ở đây bác sĩ có thực hiện thêm một thủ thuật gọi là ghép nếu rời để có thể gia tăng cái thể tích lợi xương hóa cho bệnh nhân, để đảm bảo cái cấu trúc sinh học quanh implant là tốt nhất để có thể duy trì cái thời gian lâu dài của trụ implant trong quá trình sử dụng. Trên đây là 3 ca lâm sàng mà tôi ví dụ về thời gian tổng trong quá trình điều trị mà bệnh nhân sẽ phải trải qua. Tùy từng trường hợp mà bác sĩ sẽ tư vấn cho cô chú anh chị về thời gian điều trị là khác nhau. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến cái thời gian trong mỗi khâu và mỗi giai đoạn trong quá trình chống răng implant là mất bao lâu. Ở mỗi buổi thì cô chú anh chị sẽ phải trải qua những giai đoạn nào, những bước thủ thuật nào thực hiện trên miệng của cô chú anh chị. Thì trên đây tôi xin phép giới thiệu về các bước làm và thời gian của các từng thủ thuật trong khi tiến hành làm implant. Bước đầu tiên trong quá trình thủ thuật thực hiện cái ghép implant, thông thường chúng ta sẽ đi đến là cấy trụ implant. Đối với giai đoạn này thì chúng ta sẽ các thủ thuật khi mà bác sĩ sẽ thực hiện ở trên miệng của bệnh nhân gồm có bước đầu tiên là chúng ta sẽ là bước sát khuẩn, sẽ mất khoảng 30 giây. Sau đó thì chúng ta sẽ đi đến bước là gây tê. Giai đoạn gây tê này thì tốc độ gây tê sẽ từ từ sẽ mất khoảng tầm 3 phút cho trong giai đoạn gây tê này. Chúng ta sẽ đi đến là bước tạo cái lỗ khoan chờ implant. Thông thường thì tùy vào từng bệnh nhân thì chúng ta sẽ có kích thước implant khác nhau, phụ thuộc vào mật độ xương cứng hay xương mềm thì chúng ta sẽ quyết định số lượng mũi khoan, và cái số lượng mũi khoan này sẽ quyết định đến thời gian khoan implant. Vì vậy thì tổng thời gian của chúng ta điều trị sau khi chúng ta tổng kết lại thì tổng thời gian điều trị cho một trụ implant, đơn vị implant là sẽ mất khoảng tầm 15 phút cho một đơn vị implant. Hiện nay với sự phát triển của công nghệ thì đã có một số giải pháp giúp giảm cái thời gian điều trị, trong đó là có giải pháp BCT. Với giải pháp BCT này thì chúng ta có thể sử dụng màn hướng dẫn phẫu thuật
giúp giảm thời gian và giảm xâm lấn trong quá trình điều trị. Thì ở giai đoạn này thì chúng ta có thể là kiểm tra lành thương của mô lợi, xem có lành thương thứ phát, lành thương tốt không, mô lợi kín chưa. Bước tiếp theo trong giai đoạn chống răng implant đó là bước chúng ta tiến hành đặt healing hay lấy dấu, để lấy dấu implant và chúng ta cười xưởng để các bạn thiết kế răng. Trong cái bước đặt healing và lấy dấu này thì chúng ta sẽ có hai thủ thuật. Thủ thuật thứ nhất là chúng ta sẽ phải đặt healing. Mục đích của cái thủ thuật này là chúng ta sẽ tạo hình đường viền lợi giống y hệt răng thật, để cái quá trình đặt healing tái tạo lại tốt mô mềm quanh implant. Thì chúng ta tốt nhất là chúng ta sẽ sử dụng healing cá nhân hóa, customized healing. Chúng tôi đang áp dụng Laha, đó là một loại customized healing rất tốt, có thể áp dụng cho khách hàng. Cái thời gian thủ thuật để đặt healing này sẽ dao động khoảng 5 phút cho một trụ implant. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến bước lấy dấu. Thì với phương pháp lấy dấu thông thường thì thời gian lấy dấu sẽ kéo dài cho khoảng 15 phút cho một đơn vị implant. Bởi vì chúng ta sẽ phải có thời gian đánh chất lấy dấu, thời gian chờ chất lấy dấu cứng, rồi chúng ta lắp copping, rồi chúng ta lấy dấu. Thì cái tổng thời gian điều trị này sẽ kéo dài. Chúng tôi đã áp dụng hoàn toàn phương pháp lấy dấu kỹ thuật số, sử dụng quét máng, scan trong miệng, thì sẽ giúp giảm cái khó chịu trong quá trình lấy dấu. Bệnh nhân sẽ không phải há quá to trong quá trình lấy dấu, hay là cái chất lấy dấu có thể mút chặt vào răng của bệnh nhân khiến cho bệnh nhân khó chịu, đau nhức. Thì với phương pháp scan này còn gia tăng cái độ chính xác khi mà chúng ta không phải trải qua những cái chất trung gian trong quá trình đổ mẫu. Cái hình ảnh trực tiếp này sẽ gửi trên phòng công nghệ cao và các bạn thiết kế sẽ thiết kế ra răng cho bệnh nhân một cách chính xác nhất. Thời gian đối với cái phương pháp scan trong miệng này sẽ dao động khoảng 5 phút một hàm, sẽ giúp cho cái quá trình thời gian điều trị lấy dấu sẽ giảm xuống và bệnh nhân sẽ có những trải nghiệm tốt hơn trong quá trình lấy dấu. Và bước cuối cùng trong các giai đoạn chống răng implant của chúng ta chính là bước lắp răng. Ở bước này thì gồm các thủ thuật như sau, như là chúng ta có thể phải thực hiện, đó là chúng ta gắn cái răng vào cái customized abutment, hay là chúng ta chỉnh khớp, bịt lỗ. Thì trong mỗi giai đoạn này thì thông thường tổng thời gian điều trị sẽ mất khoảng 15 phút cho một cái thời gian để lắp một đơn vị răng implant. Vừa rồi thì tôi vừa giới thiệu cho cô chú anh chị về tất tần tật các thủ thuật khi mà chúng ta thực hiện để chống răng implant, gồm có bao gồm thời gian và các bước làm. Vậy tại sao lại có con số 3 tháng kể từ thời điểm thực hiện cái ghép implant chúng ta mới có thể thực hiện lấy dấu và làm răng lên trên được? Con số này nó là con số phụ thuộc vào cái sinh lý lành thương trong cơ thể người của chúng ta. Khi quá trình sinh lý hình thành xương trong cơ thể của chúng ta sẽ mất khoảng 84 ngày kể từ thời điểm hình thành cục máu đông cho đến giai đoạn xương non rồi xương trưởng thành và bám chặt vào bề mặt implant. Khi mà chúng ta thực hiện cấy ghép implant vào trong xương hàm thì quá trình tái tạo xương sẽ diễn ra, và sau 84 ngày thì bệnh nhân sẽ có một tế bào xương mới bám chặt xung quanh implant, giúp implant có thể tải lực ăn nhai một cách tốt nhất trong xương hàm của bệnh nhân. Khi mà chúng ta tải lực quá sớm vào giai đoạn xương non mới hình thành có thể dẫn tới những implant bị xoay, rồi implant bị thải ghép cho quá trong quá trình quá tải lực ăn nhai, dẫn đến implant rời khỏi xương hàm và mất tinh hợp. Trên đây thì tôi vừa giải thích cho cô chú anh chị về thời gian và các bước điều trị trong quá trình chống răng implant. Nếu cô chú anh chị có bất kỳ băn khoăn và thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ đến số hotline 1900 6421 để được hỗ trợ, hoặc có thể comment xuống dưới bài viết này, đội ngũ chúng tôi cũng xin vui lòng được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.